Commander. Find the override, apply that hardware, and the Remnant will fly the same vector as Meridian. And hopefully, victory. Ready? It's time. And we're due. This is for us. Let's do it. Tempest, we're going in. Quiet so far, but something's different. Orbital scans identified a separate energy grid within the tower. Meaning? Defenses here may not be on our side. Ok, và mình đã quay trở lại với tập tiếp theo của Mass Effect Andromeda. Và mình theo mình nghĩ là đây là cái nhiệm vụ cuối cùng của Mass Effect rồi. Nói chung là mình đẩy nhanh hết sức tiến độ để cho xong cái game này luôn, tại vì mình cũng nản mấy bữa nay rồi. Vốn vậy là có nhiều bạn kêu sao mình không dịch cái này. Thực chất là mình nghĩ là nó sẽ không còn phù hợp nữa. Nếu chúng ta dịch thì nó tốn thời gian nhiều giống cái này, tại vì vốn dĩ lượng người coi cũng không nhiều, cho nên mình cũng chỉ muốn đẩy cho xong thôi. Tại vì chúng ta đã tốn khá nhiều thời gian rồi, chúng ta sẽ dành cái việc đó giờ cho Ghost Recon cái đã, nó sẽ hợp lý hơn nhiều. Ít ra thì vẫn có người coi, còn cái này thì mình cũng chịu luôn, bó tay. Mình cũng chỉ muốn cho nhanh là xong rồi. Có lẽ chúng sẽ hoàn thành xong cái này luôn sớm, nghĩa là vậy. Trong tập này thôi cũng gần xong rồi. Tại vì vốn dĩ giờ cá nhân mình cái game này, cái game như mà mình chơi là mình cũng không có hứng cày vậy lắm. Ví dụ như bạn thấy mình chơi Horizon, rất là thích cái trò đó và cái góc nhìn cái trò đó rất là hay. Và game này một trong những game mà mình phải nói là mình bỏ cuộc. Từ vốn dĩ người chơi không ủng hộ mình nhiều với tựa game này. Và có nó cũng có nhiều mặt xấu của nó, dẫn đến là các bạn không theo dõi nhiều. Thì nếu mà không theo dõi nhiều thì mình cũng bó tay. Thì chịu thôi chứ sao vậy. Mình cũng bó tay giờ. Mình cũng chỉ muốn đẩy cho xong là xong rồi chúng sẽ sang game mới và Persona lần sau thôi. Và sau đó mình còn một số gì, một cái số dự án với mình cũng đã nói với tập trước, đó chính là game khác. Ok, chúng ta hết đạn luôn. Bên đây chắc phải có đạn. Máu rồi. Máu thì chúng ta không mất nhưng mà chúng ta hết đạn rồi. Có máu ở đây nhưng không có đạn rồi. Cho mình cũng có coi YouTube sơ sơ qua để xem cái nhiệm vụ nó như thế nào. Đa phần mấy game như thế này mình khoái cày điển hình như Horizon. Sam, everything ready? All relevant data is queued for uplink. Right. Let's find a path. Remnant ships have lifted off. They're following the override vector. The Scourge is moving, but they're getting through to something. Meridian, Pathfinder. Is that a planet? It looks constructed. Data's strange. It's saying it's hollow. A self-contained seed world. It is the heart of the Vault network, and when reactivated, every connected planet will be affected. It is the means to make Helios a home, Pathfinder. This is the day everyone in the Initiative has hoped and worked for, ever since we left our own stars. Congratulations, Pathfinder. A great day for us all. Sam, Tempest, what's going on? Wow, wow, hết cái hồn. Chúng ta bị mất tín hiệu luôn. Ê, sao mất máu vậy? Chắc là chúng ta đang có vấn đề tai nghe hay gì á. Struggle to reach door. Giờ nó cái giờ khắc hồn mất máu hoài luôn. Ok, phải đi tới cái cửa kia mà giờ mà chúng ta không nhảy được, chúng ta cũng không đi nhanh hơn được nữa. Mình đẩy cần hết sức có thể nhưng mà cái nó đi theo hướng nó muốn rồi. Có tay. Này chịu. Wow 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 wow. And thanks to your memories, I know who else has one. Another reason to take. Oh, nó bị cái này hơi căng à. Gần chết rồi. Ê,
Keep going. The med bay is still secure. What the hell is happening? I wish I knew. Hello, Sarah. Sam? How are you? What's happening out there? They're shooting people. Cat forces are sweeping the ship. They're looking for you. Sarah, the Pathfinder needs your help. This is crazy. He's closing on Meridian. The Archon has severed my link to your brother's implant. If basic function isn't manually restored, he will die. What? Sarah, please, proceed to Depot K4 to secure a weapon. God damn it. Oh, chúng ta được chơi lần đầu tiên chúng ta được chơi nhỏ chị với em gái. Có súng ống gì không? Không, chưa có súng ống gì hết. Chắc giờ mới đi lấy nè. So when the comms dropped, he did too? Hurry, Sarah. Ok, got a weapon. Đúng rồi, giờ có súng rồi nè. Có một súng lục rồi. Whoa, 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 whoa. Này, à nó có skill rồi, lựu đạn mới ghê chứ. Còn skill nào khác không ta? Ồ, bắn dây mà nó đâm gì mà nó không gục. Vậy mới đúng chứ. Rồi rồi. Ngoài đúng không? Lên luôn em ơi. Có 60 viên vậy. 7 lên lên lại là 70 mấy à. Trời, bom nhỏ này có gọi bom. Skill nó là bom. Ôi mình bật trò gì mà nó không chết ta. Nhưng mà cái này nó dùng skill của bên Tech, cho nên cứ mỗi lần bạn phải còn phụ thuộc vào đạn dược khá là nhiều. Nếu mà bạn hết đạn như chừng bạn phải đi lấy, cho nên không thể nào xài bình thường được. Là mấy cái skill mà bên skill set này nọ thì nó mới cho bạn xài hoài luôn, không cần phải đi lượm. Wow, 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 wow. Chúng ta còn súng mạnh hơn như thế này. Cái này khá là lâu đó. Ồ, một phát banh sát hết. Chúng ta còn cây đồng ngon hơn cây này. Bỏ cái đầu mày ra con ấy, giờ chúng ta một cái bom mà. Ê, ngon. Wow, wow, wow. Cái này bấm hợp ghê luôn á. Wow, wow, mất máu rồi. Căng gì bồ. Đồng hồ siêu đi ta. Mất siêu nè, đó. Chúng ta không đạn đâu đây không ta? Ở đây đây có. Đi sao quá rồi. Hay là mình cứ cướp súng nó được không ta? Hồi này bắn rác phết luôn á. Bận chết đây, chết đây, chết đây, chết đây. Trời ơi trời. Má, lâu chết quá. Rồi chúng ta lấy hết giáp, hết đạn rồi đó. Mấy con có súng ống gì xài được không? Không cho mình lấy, nó không cho mình lấy. Rồi. Okay, we're here. One pulse, Sarah. That's all the Pathfinder needs. It probably alerts the Archon. He'll know where I am. I am sorry. Me too, Sam. Me too. Liar, shoot it!
remnant garbage! Tempest! The Pathfinder is down! Come in! Ryder! But you were dead! The Hyperion's dark. Sam with it. Wait, Sam's... Làm gì? The door's remnant. You need Sam to do anything. Ok, chúng ta phải cần Sam để làm cái này. Nhưng mà sao giờ chúng ta gục đứng lên không nổi luôn rồi. Như nãy là chúng ta được nhìn thấy em gái chúng ta và liên kết với em... lộn, sao mình cứ quen lộn em gái rồi thôi. Chúng ta liên kết được với chị gái của chúng ta. Ok, để thử lại coi. He's moving. Không ổn rồi. Hình như chúng ta bị lấy hết năng lượng hay sao á. Làm lại thêm lần nữa coi. Ok, ngon rồi. Mà sao đuối dữ vậy cha nội. Chúng ta quá lộn tiếp được không? Ổn chứ? Ừ, ổn rồi nè. Cái chỗ này quen quen ta. Hình như mình bắn con boss ngay đây rồi. Đúng rồi, tập trước là mình đi vô cái chỗ này rồi và đánh cái con gì bự bự á. Nó đi lên đi xuống, đi đánh cái thằng gì á, nó cứ tới lui á, thì đánh cho nó. Nhưng mà chúng ta quay trở lại để xử lý xong nốt cái tụi Archon này luôn. Chúng ta quay trở lại đây. Somehow face the Archon fleet. Somehow bằng một cách nào đó đối mặt với con tàu của Archon. Somehow bằng một cách nào đó. Bằng một cách nào đó. Bằng một cách nào đó hên xui ha. Mình cũng không rõ. Ryder, there you are. You need to stop doing this. Nice to see you too. News on the Ark? Still headed to Meridian with a small flotilla. You got the last signal before the Archon locked it down. We're not letting that stand. Be ready to move. Wait, we need a plan. Stop ship, kill Jerk. With what? He has Sam, he has ships, but I am still able to do something. He's got the Hyperion. That's how many thousand hostages? How many worlds does he destroy if we don't move? And how many do we save if we get ourselves killed? Well, we have to do something, right? I know, but the Tempest is one ship and she isn't even armed. An impossible thing. Can you keep that up? Have them fight for us? Ket are tough, but Remnant hit hard. The promise of that could inspire others to join in across the cluster. We have a for real shot at this. Rally the troops for a last stand. We're not throwing anyone's lives away, but the Remnant give us a chance worth taking. Right? Right. Every one of you has people in Helios you care about. We need them with us. Not to throw at the Archon. I'll make the Remnant do that. We're fighting for the lives we've built. That only matters if there's someone left to live them. I saw what happened out there. Waste of a good speech if you didn't. Not that, and you know it. Using Remnant without Sam hurts you. A lot. Believe me, I know. But it's inspired everyone. We have a shot. Everything or nothing. We keep making that deal.
Maybe you can raise a fleet and make a bunch of explorers act like soldiers for a day. I only know one thing. We can't bury another Pathfinder. We'll all be standing at the end. I promise. Ryder? I'll hold you to that. Someone better. It is beautiful, isn't it? This weapon. It created life, and yet only I see its full potential. And I even have the means to achieve it. Using you. I saw you from my flagship in the Pathfinder's memories. You have an implant and a connection. And with that connection, I'll take Meridian. And then Helios will surrender or burn. He'll get nothing from me. My brother will stop you. We'll know soon enough, because your Pathfinder is already here. Continue to defy your limitations. Impressive. We're ending this, and you're not just fighting me. That is a waste. He wants to exalt everyone. If Helios doesn't submit, he'll destroy entire planets. Yes, and you're the proof that I can. You still command, Remnant, but that began with the Sam and the implant, and now I have both. I no longer need you, Pathfinder. But since you insist on interfering, I'll give you my full attention. Place, Ryder. I don't know which is worse, the Scourge or the Cat. The Scourge and the Cat. Kallo, how close can you edge the Scourge? Too close? Why? Bring us in tight so I can group the Remnant. We're using the cluster's biggest heading to our advantage. Playing your games anymore. You wish to force my hand? So be it. Unlike you and the Pathfinder, I do not require it, but I have yours. You've made this much more difficult, Pathfinder, but not for me. Inverted. Can't see the Hyperion. Extrapolate.
extrapolating from last known position. It wasn't built for landing. We'll beat it down, like it or not. Wherever the Archon goes to ground, that's where we're heading. Hot drop in 5, 4, 3. Đẹp phết đấy chứ. Đẹp phết đấy chứ mọi người, chỗ này chỗ nào ta. Nhìn có phải xanh tươi hơn những cái chỗ mà mình đi trước giờ. Trời ơi, ngồi lại đây có cái vực cao đến như vậy. Wow 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 wow, the Archon. Chúng tôi chuẩn bị phải quá lộn rồi đó. Đừng nói chứ phết. Ủa, chúng tôi đi đâu mới được chứ. Nói chung tôi phải lên tuốt đằng kia, nhưng mình cứ đi đại thôi chứ mình cũng không biết đi đâu nữa. He's taken them. The core is lit up like Christmas, but Sam isn't talking. I think the Archon. Shit, I don't know what he did, but he has Sarah. Whatever Meridian. Giờ đi hướng nào ta? Cái đi theo hướng mũi tên nó cái vị trí nó chỉ thôi. Đâm thẳng một hướng rồi tới đó chứ tôi quá lộn tí chứ chắc là sẽ làm gì đó nữa. Cái khu này mình không hiểu nữa. Ít chứ là cái chỗ này nhìn nó xanh tươi hơn những cái chỗ trước giờ mình vô. Trước giờ mình vô toàn với cái chỗ má nhìn nó âm u mà nó ghê chết mẹ ra ghê. Cái tưởng nhớ cái nào mà chú bị bắn bỏ không á. Nó công nhận thì bị bắn thiệt, nhưng mà ý là cái cảm giác nó cũng ghê. Mình qua nó nói với các bạn là mình khá là khoai với mấy trò mà đánh lộn với ngoài hành tinh á. Kiểu tại vì do mình khá là có cái dị ứng với ngoài hành tinh. Khá là sợ mấy cái thể loại mà bắn với ngoài hành tinh, cái kiểu cảm giác nó hơi áp phê. Hồi đó mình cứ chơi Despy phần 3 á. Mình chơi mà mình hồi hộp lắm, mình sợ lắm. Nhưng mà phải công nhận cái trò đó hay thì mình không có chơi hết được. Tại vì hồi đó mình vẫn còn khá là nhỏ, mình chơi thì lúc đó còn khá là chỉ trâu, với lại mấy trò này không hợp với mình. Cho nên các bạn sẽ thấy là mình hít ít khi nào đụng với mấy trò kinh dị. Nhưng mà sắp tới thì có lẽ mình sẽ đụng vô Outlast 2 chẳng hạn, thử thách lòng can đảm bản thân thôi. Trước mình có chơi một cái trò, nếu bạn nào xài PS4 các bạn cũng đã biết rõ, thì cái trò mà giới thiệu cho Silent Hill á, PT á, playable trailer của Silent Hill để giới thiệu cho, nhưng mà bây giờ nó giờ bị hủy rồi. Cái trailer giới thiệu đó cũng bị xóa khỏi PlayStation Store luôn rồi. Thì hồi đó mình có chơi một cái, nhưng mà mình bị cái ám ảnh, với là mình chơi cái nó chỉ lặp đi lặp lại mà nó ám ảnh nó ghê lắm. Mình chơi được một hồi, cái mình chơi mà đập đầu xuống dưới đất, tại nó bị con ma nó hù. Bị con ma nó hù, cái mình giật cái mình té luôn cả ghế rồi xong. Ăn cả hành. Tới té ghế xong cái là má băm má vô kêu là mày chơi cái quái gì mà làm gì giật mình chơi vậy con. Mà mình hồi đó mình chơi mà cũng không biết, không hiểu tại sao mình lại chơi lúc 11 giờ tối. Mình còn nhớ rõ mình chơi 11 giờ tối. Mà để coi mình đổ cái súng, mình có shotgun kìa. Sọt trên cái này bắn gần khá là ổn. Ồ, cây này bắn gần đã vãi luôn á. Bắn hiệu quả hơn cái cây mà súng ngắm nhiều. Để bạn đối phó mấy cái địch mà ở gần, bạn phóng thẳng cho nó luôn. Đang đi tìm cái thằng kia đâu rồi. Đó, phải vậy chứ. Phóng thẳng vô nó tự động hồi siêu cho mình nữa. Hoặc là mình có thể dùng Nova để đánh. Nova cái nhẹ đó, phải gì chứ. Ủa đâu rồi, thằng kia đâu? Mày chưa chết hả mày? Chưa chết hả mày? Nhỏ kia nó chưởng Nova, mình cũng chưởng Nova mà nó không thèm chết. Ủa nó ra nữa bà con ơi. Chúng ta cần thêm đạn. Rồi đó, cái mình cũng có một số ám ảnh về mấy cái game kinh dị cho nên sau này mình cũng chừa. Cũng khá là sợ với cái đó. Nhưng mà miếng trò game mà mới mà hay thì mình cũng nên thử. Vốn vậy là mình có thử Outlast phần 1 rồi, có chơi rồi. Có lần nó free luôn trên PS4 đây. Có một lần thôi và một lần duy nhất trong đời. Thì mình có hốt về chơi thử và thấy khá là đã.
Ui, shotgun này obey phết. Nhưng mà chúng ta chỉ cần đạn thôi, cái thứ mà chúng ta thiếu là đạn thôi, giống gì á. Mày nói gì vậy? Như skill hay gì á, chứ không phải đạn. Mình cứ tưởng đạn nhưng mà thôi kệ đi. Chúng ta cũng còn khá là nhiều mà. Mình cứ theo cái cách đánh như hồi nãy. Phóng lại gần xong rồi bật cái Nova lên. Với Wow, nó bắn mình mất máu luôn ghê vậy. Để vô shield ra. Đó, hồi shield lại vậy mới hay. Còn hai bé nữa đâu rồi. Ngon. Mấy cái này giờ cũng chắc đâu có cần thiết nữa đâu. Ammo full. Full này vô quốc luôn. Chúng ta tới rồi, chúng ta lại lại mấy cái chỗ này nữa hả? Chắc phải có cái console đâu đây để mình thoại cái cửa này chứ hả? Làm sao mở cái cửa đây ta? Phải có cái nút hay gì hả? Rồi. À không, còn thằng nữa. Vãi, cái đứng đó làm cái gì không hiểu được. Có vẻ như lần này mình đi với đồng đội khá là nhiều ha. Đi hết nguyên một team luôn. Ok, chúng ta đi tiếp nè. Chúng ta mình nghe là chuẩn bị quá lộn nhiều lắm đây. Vô anh em ơi. Quốc anh em ơi, vô đây, quẩy lên. Enter Meridian Control. Tempest. Công nhận. Nhưng mà sau này mình giờ mình lớn lên, lớn cái giờ chơi game nó cũng thoải mái hơn nhiều. Cái kiểu này mình cũng bắt đầu mình cũng dễ chịu hơn rồi. Kiểu mình không có sợ lắm. Kiểu mấy cái trò mà đi mà miễn sao là dịu bắn súng hay gì mà miễn là giết người được rồi. Chứ đừng có giết mấy kiểu mà ngoài tin mình khá là sợ. Còn bây giờ mình cũng bắt đầu quen khá là nhiều chơi cũng. Ví dụ như Halo rồi. Ví dụ như trò này chẳng hạn, hoặc là Mass Effect chẳng hạn. Ôi, không gì ác gì. Cái trò này, cái trò mà bắn cũng khá là ngon. Wow, cái trò này mình nắp được không? Hết đạn đúng lúc vậy, mình cứ tưởng nắp đạn rồi. Dính rồi hả? Vãi, cái đáy không dính luôn. Đó, cái này là kế hoạch đánh trực diện. Đánh cho tỉnh ngủ luôn. Quật tim anh em ơi. Lên anh em ơi. Rồi. Ui da. Wow. Nó mình đứng ngay đây mà nó còn chui vô ngay cover nó đứng nó làm nữa. Vỡ siêu liền, vỡ con mẹ nó siêu liền. Thế nghĩa là mình đánh một lần mà hai cái vũ khí á, mình chuyển sang mình dùng cái này nghe nó hợp, nhìn nó hợp lý hơn nhiều ha. Đó, chưởng một phát là văng tích nóc. Ôi, wow. Thôi quá, mình vẫn chưa mất máu nhiều. Ôi, cái gì? Xong đội gọi thêm tàu nữa, cái này mà nó không tắt được ấy. Tự nhiên cái đó tự động nó ngồi nó nhìn hoài luôn, mình chỉ đang muốn cái đổi cái hướng á. Đang muốn đổi cái hướng đó, cái nó nhìn hoài luôn.
Ôi dằn xuống dưới kia chết luôn. Hay vãi. Một phát dằn hết cho anh. Dằn hết. Wow 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 wow. Này nó hồi siêu ngay lập tức luôn. Hồi máu nè. Rồi. Wow 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 wow. Sao này bắn đánh rác dữ rồi ta. Wow wow wow. Hơi là mình có cái sạc gen này á. Đó, dằn sát liền. Hơi là có hộp máu đằng kia, không mà mình cũng chết đâu. Mình hơi là lúc đó mình phóng dục cái này phóng lên nó hồi siêu ngay lập tức luôn. Một bé nữa rồi. Dằn sát. Dằn sát chết luôn. Tự động nó chết luôn mà. Mình cứ tưởng mình chết rồi chứ. Đúng rồi, cái shotgun này thần thánh vãi luôn. Những cái này giống như mấy cái để coi. Nhớ là một cái tựa game mình cũng đang rất là mong chờ và mình có thể là mình sẽ chơi trên hai mẹ hệ máy luôn, đó chính là Destiny phần 2. Hiện tại trong khoảng thời gian sắp tới á, còn khá là nhiều công việc và kiểu nhiều cái game để mình xem xét quay á, thì mình đã hứa là mình sẽ quay multi của Destiny, tại vì mình cũng đang ở trên đà để chuẩn bị cho cái Destiny 2 á. Cho nên mình sẽ quay từ đây cho tới khi nào nó ra tới. Thì tầm tháng 6 sẽ ra Destiny 1, Destiny 2 beta, lộn nhầm. Và mình cũng sẽ quay Destiny 1 cho đến khi nào mà nó ra. Cũng là khoảng thời gian cũng khá là dài, mình trong khoảng thời gian đó chúng ta vẫn có nhiều game trước khi mà chúng ta thể tiếp cận cái game kia. Mấy năm nay mình cũng chưa được chơi R6 nữa. Rainbow Six, giờ này mình cũng khá là bận. Và mùa này mình cũng chưa đánh gì hết. Bước lên anh em ơi. Hay mình xài súng này không được. Wow 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 wow. Stray vậy mà nó cũng khó chết quá ha. Đừng nói thả thêm người nữa nha. Căng gì bố. Rồi rồi, có cái thằng kia rồi. À không, quân mình, hên quá có quân mình hỗ trợ rồi. Nó sầm ghét mấy cái thằng này ghê luôn. Chúng ta sửa mấy thằng lắc nhắc cái đó. Rồi chúng ta sẽ đi xử cái thằng nhoi nhoi đó. Ôi, vậy mà cũng chưa xin nhê được nữa sao? Sọt gân mới xin nhê cái này này. Cái sọt gân này được cái bắn kiểu như là nó dồn đam vậy ha. Này thì chưa chịu dính hả mày? Đó, phải vậy chứ. Combo, giờ có combo mới rồi. Nova với shotgun là ngon. Wow wow wow. Wow wow wow, cây này bắn đã phết. Cái thằng quỷ kia rồi, à đây đây, vừa mới nhắc, đang tính nhìn lại nó đâu rồi. Này nó bay hoài luôn. Mày ra đây. Má bắn quá trời bắn luôn. Hay hay phết. Trời, chúng ta đã biết cách chuyện này rồi. À, mình chưởng mà hai ba phát gì nó không gục nữa, mình bó tay. vậy mà cũng dính đó sao? Dính liền, chết liền. Mày hay lắm. Chúng ta cần đạn. Rồi, Case Fusion Armor. Nhiên liền, phải nói là nhiên liền. Không có gì đặc biệt hết.
có shotgun này xử lý nó dễ hơn, nó đánh phạm vi gần và đánh đam cao phết. Đây đây có đạn rồi, hên quá anh em ơi, có đạn mà còn có máu nữa, chu đáo phết. Mỗi lần mà lấy tới 2 giạch lần á. Pathfinder, multiple system failures on the Hyperion. Damn it. Done. Is there anything we can do? Stay out of our way. There's no pulling up. This is the captain. I need everyone to cryo. Go! I'm rerouting power to all medbay inertials. I can give us one shot. I can keep the cat away, Captain. Can you reserve anything for bridge seats? The sleepers take priority. All hands brace. And it's been an honor to serve. No! Captain Dunn! The cryopods are intact. She brought it down. But there's no signal from the bridge. Disagrees? Nói chung giết luôn cả Captain Dunn này cho tôi phải vô. Ôi, cô bé đông đó. Pathfinder, it's your honor to take that response to the Archon. Một phát là gục luôn. Keep control, no mistakes. Nó bắn vậy mà không chết mới ghê chứ. Mày đặt tên ngầu ha. Destin. Chết nó đi. Wow, dân chơi. Kinh dị phết, ôi ơi. Nếu mà mình kết hợp mấy skill này đánh với nhau á, nó hợp hơn, tại vì cái skill này á, khi bạn đánh lại gần một cái là nó hồi nguyên một thanh shield luôn. Wow. Shield cộng 5. Ơi, what the fuck? Thôi, chúng ta còn máu. Secure like we're staying. Next stop the Arca. Wow. Quất nó đi anh em. Quất nó đi anh em. Tao chạy đây. No, dân chơi. Con gì vậy trời? Mình vừa mới đi ngang qua cái đích của con gì á. Nhìn giống cái con ôi sao một phát nó lên tới đây ghê vậy? Cái gì bắn gì ghê vậy? Ủa, con gì bắn gì ghê vậy? Được, cho con này nó hồi siêu rồi. Cái gì mà nó kẹt đúng lúc vậy? Ê, bắt đầu phiền với cái game này đó. Ê, kẹt đúng lúc vãi lồn luôn. Ồ, mấy cái con xuống máy. Đã gặp cái con này đã khó chịu rồi, còn gặp con xuống máy nữa chứ. Giờ hết target rồi, chúng ta chỉ đợi nó xuống thôi. Ready.
đó phải vậy á. Ồ má, mình không ngờ nó nhảy lên luôn. Thông minh đó, thông minh đó. Mình phải đùa thôi. Ê cái đâu phải khen đâu mà. Ô, nó làm cái quái gì mà nó bắn một phát mình bay sạch máu luôn, bay sạch siêu luôn, hết máu luôn rồi. Buông nó đi anh em, buông nó đi. Anh ra lệnh cho tụi bay buông nó đi. Anh hết đạn rồi, hết đồ rồi. Giờ nước đi refill trên những cái này có hay vậy. Chả có gì hết ta. Cái con này là như là mình phải bắn mấy cái súng của nó. Đây 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 mới chết được. Bắn con này tốn đạn dễ sợ luôn. Sao lúc nào cũng kẹt như mấy cái góc gì đâu không rồi ta. Một cái gần hư rồi, gần một cái gần hư rồi. Rồi hư, một cái hư rồi. Ngon lắm anh em, tập trung cái còn lại thôi. Quốc đế, đúng rồi. Đúng rồi. Nói nhiều lúc nó không quốc cái là mình cũng hoảng chết bà luôn. Ui. Thân quá, qua được cái khu này rồi. Tự nhiên có hai con cùng lúc, một cái con kia nó đã khổ rồi, gặp thêm cái con này nữa. Đánh lâu thấy bà nội luôn. Reach the heart of Meridian Control. Chúng ta về vô cái khu vực mặt trái tim gì vậy? Con này chắc là cái gì mà sao anh? Mình nghĩ đang chỉ đường cho mình đi hay sao? Everyone see that? Doors closing? Someone's hurting us. Might be the Archon. Who else would it be? Nó đang làm gì, nó đang chỉ đường cho mình hay sao á? Mình sao đi vừa đi tới cái đóng cửa lại không à? More doors. Maybe. Sarah's found a way to help. Thấy gì đó mổ mà đó. Khá là ghê là đằng khác. Ghê phết. Bắt đầu giống mấy game kinh dị là mình thấy hơi ám ảnh nhẹ rồi đó. Má. Có hơi ám ảnh nhẹ rồi đó. Đó, ghê phết. Mấy trò mà nó kiểu mà làm tin như thế này mình không hợp cho lắm ta. It's amazing. Never dreamed what the fuck? Would have so many wonders. Everything we've gone through. Cũng hay chứ. Công nghệ hiện đại phết nha. We can't let the Archon take this. Touchdown. And ahead. Tụi này nó mới gây hứng gì ta? Má đường dài vãi, giống như mấy cái phim viễn tưởng, khoa học viễn tưởng mà. Bạn đang chuẩn bị đánh boss cuối rồi, thấy hùng máu hai bên là thấy hiểu rồi đó. Và chắc là nó cho phép mình lên đây mình đi giữa chừng mình chuẩn bị tinh thần để mình đánh hay gì á. Mình đã thùng máu với hộp đạn. This attempt to rival me is no longer amusing, Pathfinder. Hey Scott, get my clues?
How you feeling, Sarah? Is this what you do? It hurts a lot. So determined, but so pointless. Your connection serves me. I know how it works. The mind is trained to think like the Remnant creators. In this case, painfully. But I'm content to let her bear that burden. Whatever gives me Meridian, I will transcend what you pretend to be. You're out of time. I've matched you every step. You failed, Archon. You're the pretender. You learn by accident. I am the genetic inheritor of a thousand species. No more mercy. Kill them all. Chúng ta đang chuẩn bị vô trận chiến quyết định số phận rồi. Can they survive drawing this much power? I only care about one of them. Má một đống luôn. Má một đống luôn trời. I'm clear, but you've got to stop him. Càng đét. Con này thì chưa chết nè con. Nhỏ đi theo mình vậy ta. Chơi nó bắn này đi. Sợ nó đi em. Sao mình không có bắn người ta. Ủa, nó vẫn bắn mình mà. Mày nghĩ mày sương mù mờ nhân ảnh là mày nghĩ là mày chạy thoát tao sao? Nói shotgun này bắn đã phết. Như còn bỏ thằng nòi này hay sao ta? Ôi, mém nó té xuống dưới. Ơi, phát hồn. Mém nó té xuống dưới. Ôi. Má mình hên vậy. Ôi. Mấy cái xe này hết đạn nhanh vậy. Mới bắn nó nhấp mấy phát rồi hết đạn. Mình chưa muốn lấy đạn ngay bây giờ đâu. Mình hơi né tí. Mình chưa bắn cái cục đó liền tại đây mình là để lại gần tí. Đó phải vậy chứ. Oh no. He's shit, he has access. I can see the network. They are architects of life. You command nothing. I made the cluster livable for thousands. No. You have led your people to their deaths. I know it hurts, but you have to call out where to interface. Get me targets. Everyone get that? We're shutting the Archon down. Ok, và nó vừa mới gọi cái con gì nhìn ghê vãi. Như một con rắn khổng lồ vậy. Mặt ba đầu. Đó mới là vấn đề. Nav marked for one of his main power draws. Get there. I'll
Thằng game ấy còn kinh dài lắm nha. Mà không sao. Wow. Bật skill này lên. Máng là mình nhảy xuống dưới. Mình chưa cần đạn bây giờ mà ta. Nó hồi lại có vẻ hơi bị nhiều á. Cái này mình đánh một cái là vỡ shield được luôn. Hit them all on the way, no stopping. Hit them all the way, no stopping. Remnant hiding out there. Giờ làm gì nữa? Còn con nữa kìa. Chưa chết rồi mày. Chưa chết rồi mày. Chúng ta phải quay trở về cái chỗ nãy đâu rồi. Đây, chúng ta phải kích hoạt cái gì đây phải không? Rồi, kích hoạt đâu? Không kích hoạt đâu. Defend until Sarah. Yêu ơi. Ôi mẹ ơi. Hold position, kill Remnant. I'm on it. Sam, weakness. The armored head, Sarah. Bắn gì ghê vậy? Thôi là mình có cái skill kia nó hồi này ngay lập tức luôn á, chứ không lòi được nó hạ xuống nữa nha. Hay lắm anh em, hay lắm. Wow, hình như đồng đội là địch cho ta. Ui. Mày chưa chết hả mày? Ôi. Đánh bay sạch shield mình luôn rồi. Mày sẽ giúp cho tao hồi được cái shield đó. Phải vậy chứ. Ôi nó còn thả bom xuống nữa. No. Oh fuck man. Má nó hồi. Hồi full luôn. Căng rồi đó. Mày bắn gì mà ghê quá vậy. Mình thấy cái gì mà nó quá trời. Mình bắn nó được không ta? Rồi bắn nó được rồi nè. Ôi mẹ ơi, ghê quá. Bắn nó đi anh em. Còn chờ gì nữa. Ôi nó thả bom xuống. Ui. Anh em ơi, con này ghê quá đi thôi. Thật lẹ đi ông nội. Má mà nó còn xoắn rồi đó. Không xoắn cũng phải xoắn. Rồi, hết, nín thở rồi. Bấm nút được không? Kill all remnant and rich relay. Ok. Mày không nói tao cũng phải giết thôi. Kiểu gì cũng phải giết. Hay lắm Thora. Hay lắm. Ui, vẫn còn một con. The nav is across a gap. We need a break. Giờ kêu mà làm gì đây? I'm trying but bấm nút đi, không có thời gian đâu, bấm nút đi. On it. Còn nữa hả? Giờ làm sao lên đây? Nói giờ tự nhiên ngay đây có cái sông nữa chứ. Giờ làm gì nữa đây? I rescind the offer. Mày muốn hồi siêu không? Ơi. Lạng lạc phết. Ui. Mình lấy cái shotgun ra cái đây. Ui.
chỉ sợ nó ra nữa, càng lúc nó càng đông vậy trời. Má, chúng ta phải chạy đi một hồi cái chỗ này tránh cái đã. Ơi má rác qua cái đấy. Chào má. Ôi em này nhức não rồi đó, bắt đầu nhức não rồi đó. Ôi, cái này rất là tập trung. Tại vì cái này mình không biết xử lý sao nữa. Tại nó đấu quá đông, nó quá nguy hiểm. Cái quái gì ghê vậy? Ôi, ghê phết đi được. Bắn vậy mà không chết nó mình chịu luôn. Ôi, cái này nó cần đạn nè. Wow. Ra nữa hả trời. Ủa bắn gì cái tưởng nó chết rồi chứ. Cuối cùng nó cũng mở qua chỗ này. Nữa hả? Má đánh nhây vãi. Ôi trời. Đó, có vậy chứ. Má còn nữa hả trời. Má cái con này. We've almost got it. Don't give up. Bắn cho hết luôn đi. Cái dọn này chưa kích hoạt được, tức là chúng ta chưa giết hết nè. Whoa. Rối vãi cái lái luôn. No. Mình chưa chết. Má khỏe quá. Mình tưởng mình chết, dễ chết rồi chứ. Còn hai con hả? Ồ, nó bắn đánh con kia mà dính con này mới ghê chứ. Mấy con này nó khá là phiền luôn á. Chết đêm đúng rồi. Má gần hết đạn nữa chứ. Hên quá, ngay đây có đạn ngay lập tức luôn. Kill all remnant. Còn ai nữa ta? Còn nó xuống tiếp. We are out of time, Pathfinder. Hurry. This is not the end. I have the network. Oh, quán lộn ở đây cũng hảo phết. Còn một cái nhà đây nó take them out.
Genesis. Online. The word's out, everyone's elated, but the Nexus wants to know what's next. What do I tell them? Tell them. Tell them we're home. Mình đã chính thức kết thúc tựa game này luôn rồi và mình cũng có khá là nhiều điều muốn nói về tựa game này. Thì mấy bữa nay mình khá là stress về tựa game này, nhất là vì một phần là quay cũng khá là gấp, với lại thứ hai là mình cũng muốn đẩy nhanh cho xong luôn, tại vì lượng người coi theo dõi game này cũng không nhiều, cho nên cũng không có thể, mình cũng không muốn tốn nhiều thời gian với game này nữa. Và sau cho cùng thì mình vẫn có nhiều điều muốn nói về cái nội dung và liệu là các bạn có nên mua tựa game này nó hay không. Thì trước tiên hết á, thì nói về mặt đồ họa đi, thì game này nó làm theo mình, cá nhân mình nói khách quan nhất có thể, thì nó khá là ổn, cũng không đến nỗi nào. Nhưng cái mà rõ ràng nhất là nếu như một cái nền như Frostbite 3, như bạn thấy Frostbite 3 sử dụng khá là nhiều game như Battlefield 4, rồi Hotline, rồi Battlefield 1, rồi Need for Speed mới hình như vừa rồi đó là Need for Speed 2015 á, thì cũng dùng Frostbite 3 và nó là một cái kỳ tích rất là hay, rất là lớn. Nhưng mà tựa game này, như bạn đã thấy, nếu mà bạn điển hình, bạn lấy một cái ví dụ như là Battlefield 1 đi, họ làm rất tốt trong cái việc mà khuôn mặt này nọ kiểu và cái độ chi tiết của nó như thế nào. Tuy nhiên thì cái game này mình không thấy cái sự chi tiết trong đó, có thể là lập trình viên khá là lười trong cái việc mà đẩy cái chi tiết lên cao nhất có thể, hoặc là làm sao cho nó hài hòa và nó hợp nhất, mà nhìn nó không có giả tạo. Nhìn như sao bạn thấy, có thể thấy là cái khuôn mặt này nọ nó nhìn nó khá là dở. Nhìn có nhiều bạn cũng nói nhìn nó giống như mấy cái game mà mấy năm về trước á, đúng rồi đó. Thì cái thứ hai nữa là nó đi song hành với cái game này nó còn nhiều khá là nhiều lỗi, là như ví dụ như là như bạn cũng đã biết trên mạng rồi, như nhiều bạn cũng đã biết, một phần là lý do nhiều người theo dõi không xem cái series này khá là nhiều, thì cũng vì một phần là game bớt khá là nhiều lỗi. Và cái tướng chạy, cái người ta gọi là animation, rồi mấy cái hoạt động á, mấy thì nó không có tự nhiên, nó cũng không có hợp lý cho lắm, kiểu như chạy hoặc là gì đó khá là tệ, phải nói khá là tệ. Và để mình suy nghĩ nhớ là cái tệ nhưng mà mình thấy thế là lip sync nó không ăn nhập gì đâu mấy. Nói thì chơi cứ chơi chật, cũng nhìn các bạn nhìn nó đơn giản thôi, nhưng mà mình mong là sẽ có nhiều cái cử động miệng hơn, nhưng có thể là sẽ cho nó đồng đều và nó đẹp. Điều này các bạn cũng đã thấy những tựa game khác trên PS4, như thể tận dụng hết sức mạnh của PS4 gì đó. Mình không nói tới PC, thì PC cái mặc dù các hình cao bạn đẩy lên PC Max Setting, tựa game này cũng không có đẹp hơn là bao nhiêu hết. Nó cũng chỉ là rõ hơn thôi chứ nó không có đẹp hơn được, tại vốn dĩ cái game này nó làm khá là sơ sài và không đủ. Theo đồ họa nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Cái nó không bước qua được cái bóng quá lớn của Mass Effect, rằng chúng ta hồi đó những năm trước là chúng ta còn muốn hệ thống đồ họa rất là đơn giản nhưng mà game rất là hay. Thì bây giờ mình lại nói tới cái vấn đề tiếp theo, đó chính là về nội dung của tựa game này như thế nào. Thì cái nội dung nó khá là đơn giản và khá là nhanh, tựa game này các bạn có thể hoàn thành nhanh sớm gọn trong vòng khoảng 6-7 tiếng gì đó, khá là ngắn. Và nó không, cái cốt truyện nó không có sâu lắng, nó không có
cái gì đó hay và khiến cho người chơi nhớ sau khi này mình chơi xem mình chỉ muốn xóa bỏ mẹ cho rồi và thậm chí là refund lại cũng có thể. Thì cốt truyện nó không đáng chú ý lắm, nó không hay và nó làm mất chất của Mass Effect. Mình mong một cái gì đó nó đến từ game này, một cái gì đó lớn hơn và một cái gì đó hay hơn nhiều, và nó khá là dở. Thì nếu bạn nào đã chơi qua Mass Effect trước đó thì điển hình như cái phần 3 như một cái tượng đài, thậm chí là cái kết cục nó quá là đau thương. Và chính cũng vì vậy mà người chơi rất là người ta hồi đó cái lúc khoảng thời gian đó người ta có ý kiến rất là nhiều, và sau đó thì bên EA cũng đã ra một cái DLC để fix lại cái ending đó của Mass Effect 3. Thì các bạn có thấy là nó có ảnh hưởng lớn như thế nào đến với cái tựa game như thế này? Thì cái tựa game này nó hoàn toàn không để lại cho mình cái cảm xúc gì hết. Nó hoàn toàn chống dơ một cái bãi đó chống mình, kiểu như mình chơi mình chỉ muốn cho qua rồi. Những tựa game như thế này nó làm những cái rất là khó để cho bạn thể tìm hiểu. Thì cái đó là một vấn đề khác, đó là vấn đề gameplay. Gameplay thì game nó quá phức tạp. Phải nói là vậy, game nó quá phức tạp đối với những người mà đang tìm hiểu và muốn chơi. Nếu như bạn làm một cái gameplay đơn giản và dễ nhận biết thì có lẽ mình vẫn sẽ muốn tìm hiểu nó, giống như là Horizon. Mình chơi rất là nhiều Horizon, mình rất là thích. Và thậm chí nếu DLC ra mình cũng sẽ mua, tại vì nó đáng đồng tiền. Còn từ game này mình chơi xong thấy nó $60 thì nó không hợp lý cho lắm. Mình nghĩ là mình sẽ trả cho ba cái game này $30 là hết cỡ. Nó không đáng cái sức bỏ ra tiền nhiều, với lại nó cái gameplay nó không được như ý. Mình có thể là mình biết là khi mà chơi bạn sẽ không mong là cái gameplay nó sẽ như ý các bạn, nhưng mà mình gọi gì đó một cái đồng thuận, một cái đồng nhất giữa cái người chơi với gameplay như thế nào. Nó làm người chơi quá rối từ cái cách mà nó xây dựng nhiệm vụ rồi cho đến bảng skill. Theo mình thấy thì bảng skill của tựa game này phải nói là một cái đống, một cái mớ hỗn độn để các bạn có thể chơi. Điển hình như các bạn nào thấy Ghost Recon nó cũng đã khá là dở trong việc mà làm skill này rồi, nhưng mà ít ra nó còn khá là dễ hiểu và nó có một cái mức nhất định để cho các bạn thể unlock này nọ. Thì cái game này cái bảng skill, bảng profile nó cũng làm khá là đơn giản theo cái kiểu mà nó không có bỏ công sức gì nhiều và suy nghĩ một cái gì đó nó ý là mình đơn giản hơn kia. Nhưng cái ý mình nó không phải giải thích thôi cho dễ hiểu nữa, là nó phức tạp tức là nó quá là nhiều, còn ý mình đơn giản tức là nó không có gì mới lạ, nó không có sáng tạo gì đó, đó nó chứ không phải là ý là đơn giản phức tạp gì đó. Mình nói có vẻ nó hơi mâu thuẫn, nhưng mà ý là mình muốn nói đính chính lại cho nó dễ hiểu hơn là vậy. Ý là vậy. Thì cái gameplay nó khá là dở trong cái việc đó. Người chơi nào đã khó tìm hiểu ra hồi chơi rất là rối, điển hình như là cái vụ mà map rồi cách điều khiển rồi bắn súng này nọ rồi đi tìm mò mấy cái mà chất khoáng này nọ để các bạn build đồ đó. Với là nhiệm vụ nữa, cách nó thể hiện cái nhiệm vụ nó rất là kỳ. Nó không có ưu tiên cái nào lên trước lên sau nào là cái nhiệm vụ chính, là chúng ta làm nhiệm vụ phụ, giống như điển hình như Horizon nó cũng đã làm như đó. Một chúng ta chia một cái bảng là nhiệm vụ chính, một cái bảng dưới là nhiệm vụ phụ chẳng hạn, làm các bạn sẽ dễ nhận biết hơn. Hoặc là ví dụ như bạn phải để một cái spot trên cái map để bạn biết bạn cái hướng nào bạn để bạn còn đi, hoặc là đi tới đâu chỉ tới đó, hoặc là ít nhất phải chỉ trên một cái mini map ví dụ vậy. Này không map không gì hết, chỉ theo hướng đông tây nam bắc, nó rất là dở. Hey, Sarah. I'm getting too used to this. How long? Weeks. Relax. You haven't missed much. The Ark and the Sleepers, they're safe in the Sphere? You better like where we parked, because it's home now. The Sleepers wake to an amazing view. We did it, Dad. What about your implant and Sam? I am once again helping the Pathfinder activate Remnant. Our connection has been restored to normal. Normal? You need him again? I need Sam to make it easier. I was adapting, but damage was being done. We need to be careful, Sarah. The Nexus leaders are waiting, Pathfinder.
Duty calls. Better not keep them waiting. It never ends. Chính thức kết thúc tựa game này rồi. Thì cái game này cũng có thể chơi được sau khi bạn kết thúc cái cốt truyện chính và bạn có thể đi khám phá này nọ. Nhưng mà sau cô cho cùng thì nói gì thì nói thì nếu mình được chấm điểm với tựa game này thì mình cho tựa game này khoảng từ 6 trên 10 là hết cỡ. Chứ mấy trang chấm điểm cho 7 trên 10 là còn khá là đỡ, 70% là còn khá là đỡ. Thì chính cá nhân mình cũng thấy tựa game này nó rất có vấn đề. Nhưng nãy giờ nói cái mặt xấu thì cũng khá là nhiều rồi và cũng nên có một chút tốt. Cái gameplay nó cũng có cái phần hay trong đó. Cái combat này nọ, cách nó chơi này nọ cũng không quá là tệ. Cái scene này nọ cũng không quá là dở. Nó tạo dựng cái câu chuyện cũng là đơn giản mà nó... Cái điều là nó như nãy mà nói là mình nó không mới thôi. Nó chỉ khá là đơn giản nhưng mà nó cũng chơi được, phải nói là kia gọi là chơi được. Cũng không quá tệ. Thì vậy thôi. Nãy giờ mình cũng đã nói cái ý nghĩ của mình về cái tựa game này như thế nào rồi. Thì các bạn có thể là các bạn cũng đã biết là liệu các bạn có nên mua tựa game này hay không. 6 trên 10 là một cái chấm điểm của mình không quá cao của tựa game này như thế này. Nếu được thì bạn vẫn cứ nên thử chơi Rack thôi. Chứ mua như thế này mình cũng khá là stress cái vụ này. Mình mua xong mà mình thấy nó mình bỏ công cũng khá là vô ích trong cái tựa game này. Khoảng thời gian mình quay tại mình lỡ mua rồi cho nên cũng không thể trả lại được, cho nên đã lỡ quay thì ráng cho tới luôn, hoặc là đã lỡ up rồi thì cũng không muốn bỏ làm gì, thì cũng là một phần. Và mấy cái này stress như thế cũng đủ rồi, cho nên chúng ta có thể bỏ game này qua một bên sang game mới luôn. Thì đơn giản là bây giờ mình sẽ nói về cái lịch của mình sắp tới. Thì chúng ta sẽ có Persona phần 5 vào ngày 4 tháng 4, lúc đó game ra mắt. Thì khoảng trong khoảng thời gian đó thì mình sẽ công bố thời gian cụ thể khi nào có clip này nọ, thông báo cụ thể trên Facebook. Và từ đây tới đó mình sẽ cố gắng quay cho xong cái Ghost Recon Wildlands luôn. Và chúng ta sẽ thoải mái hơn khi mà tới đó chúng ta không có vướng bận gì tới mấy tựa game gì hết rồi, mà tại cũng đã hoàn thành xong cho xong luôn rồi. Từ game này cũng là một phần. Thì chúng ta xong rồi. Ok. Và bây giờ ngủ ngon rồi đó. Ok. Và mình cũng cảm ơn chân thành đối với những bạn nào đã cố gắng theo dõi series này trong khoảng mấy ngày vừa qua. Tại vì chính cá nhân mình cũng khá là stress khi mà theo dõi cũng không nhiều và có sự thay đổi cũng khá là nhiều, cho nên nó không phú kiểu như hợp lý với cái mức này nọ bỏ ra. Nhưng mà thôi kệ, chúng ta dù sao cũng có khoảng thời gian ngắn như nọ, chúng ta sẽ tiếp tục với series Ghost Recon cho xong và tiến hành tới game mới trong những ngày tiếp theo. Thì cảm ơn các bạn một lần nữa và mình sẽ hẹn gặp bạn trong những cái series tiếp theo của mình. Ok. Bye bye.